Rồi, xin chào các bạn. Chúng ta sẽ tiếp tục cái video thứ hai, cái bài lab thứ hai trong cái chương 2, trong cái phần 2 của môn học hệ thống nhúng. Cái phần có tên nội dung là lập trình trên điều khiển thiết bị, kernel module và device driver và thực thi trên kit Raspberry Pi 4, Pi 4. Thì trong cái phần, trong video đầu tiên hôm trước chúng ta đã trình bày, thầy đã trình bày hướng dẫn các bạn sử dụng cái cài đặt, viết lập trình một cái kernel module và cài đặt trên cái hệ thống Ubuntu. Thay vì trên cái Raspberry, chúng ta sẽ làm trên Ubuntu trước để chúng ta kiểm tra cái tính đúng đắn cũng như chúng ta hiểu biết về các cách giao tiếp từ cái user space với cái kernel space, cũng như hiểu được cách một cái module nó vận hành khi nó được cài đặt vào hệ thống Linux của một cái hệ thống nhúng dựa trên cái chúc hệ thống Linux như thế nào. Thì trong cái bài hôm nay chúng ta sẽ sử dụng cái bài hôm trước và chúng ta phát triển lên cái device driver, như vậy thì nó có khác tí xíu. Đối với kernel module thì khi các bạn đưa nó vào trong cái hệ thống chúng ta cài đặt, chúng ta dùng cái install mode và chúng ta gỡ ra, chúng ta xem nó như một cái file để chúng ta có thể giao tiếp từ cái user space sang một cái kernel space. Thì khó hơn tí xíu, chúng ta có cái device driver, thì cái device driver nó chi tiết hơn tí xíu. Thì mỗi một cái device driver nó sẽ điều khiển một cái thiết bị, và cái device driver do cái kernel nó quản lý, và nó sẽ cấp cho một cái số. Chúng ta có cái số minor và cái số major, cái số chính và cái số phụ. Thì để kiểm tra cái số này, các bạn có thể dùng một số cái lệnh trên hệ thống chúng ta kiểm tra. Thì nội dung cái phần này chúng ta, các bạn đọc ở cái phần chương, trong cái tài liệu phần chương 3 trong cuốn sách Linux Device Driver. Như vậy thì trong phần này chúng ta sẽ biên dịch và cài đặt cái Device Driver trên Ubuntu. Và cái video tiếp theo chúng ta sẽ biên dịch và cài đặt cái kernel module điều khiển cái GPIO trên Raspberry Pi 4. Và tiếp theo chúng ta sẽ biên dịch và cài đặt cái device driver để điều khiển cái GPIO trên Raspberry Pi 4. Thì hai cái này có thể chúng ta chỉ làm một cái này thôi, cái còn lại các bạn cũng suy ra được bằng cái phương pháp tương tự. Rồi thì các bạn có thể tham khảo trong cái chương số 3 của sách Linux Device Driver, chúng ta giới thiệu về track driver. Chúng ta có hai khái niệm mà track driver và block driver, thì nó khác nhau ở cái việc mà nó truyền dữ liệu từ cái file driver cho tới cái device của mình, là truyền từng byte hay truyền từng khối, thì cái đó trong phần lý thuyết. Thì trong đây chúng ta sẽ nắm nó có hai cái số định danh là số major và cái số minor. Thì thông thường cái hệ thống của mình lúc trước nó dùng một cái giá trị 8 bit nhớ ha, nhưng mà đối với hệ thống cũ, khi đối với hệ thống lớn sau này thì dần dần những cái kernel phiên bản sau này thì cái những cái giá trị mà những 8 bit nó lại vượt quá những cái device gắn vào, cái số device driver nó vượt quá cái 8 bit, cho nên 8 bit nó không định danh được, cho nên sử dụng cái số bit nhiều hơn. Cụ thể là nó sử dụng 32 bit cho cả cái số minor và cái số major. Như vậy thì mỗi số có thể là 16 bit. Thì cái đó tí xíu nữa chúng ta sẽ thấy nó, chúng ta dùng một cái biến chúng ta có thể chiêu sức được, chúng ta có thể đăng ký được cái số đó và chúng ta tách cái số đó ra, tách cái số đó ra thành cái số major và cái số minor. Thì khi bạn dùng cái list, khi chúng ta liệt kê cái thiết bị thì chúng ta thấy nó có cái số định danh này, số này là số major này, số minor này, nó dần dần theo cái tự, ví dụ cái số major như là 147, 10, các số còn lại như 135, 64 là số minor. Như vậy thì nó dùng hai cái số để định danh các thiết bị. Thì để kiểm tra, và ở đây chúng ta có cái cấu trúc device T là cái cấu trúc mà nó sẽ lưu cái, nó sẽ đăng ký cái số major và cái số minor của một cái device vào trong cái hệ thống Linux. Rồi như vậy thì chúng ta sẽ đi tiến hành, chúng ta một số cái hàm trong đây các bạn, thầy lướt sơ cho các bạn nha. Cái hàm chúng ta register là chúng ta đăng ký cái track driver này vào trong hệ thống của mình. Cái này là chúng ta, cái hàm này chúng ta đăng ký. Một cái hàm chúng ta cũng hay dùng là cái hàm đây, cái hàm chúng ta kiểm tra để xin nó cấp một cái số mà còn trống, giống như các bạn là xem cái hệ thống của mình cái số nào chưa sử dụng, chúng ta dùng cái hàm alloc track device region. Và ở đây có một số cái hàm mà thầy sẽ sử dụng ở dưới đây, nó có chỗ reference, cho nên cái file này sẽ lướt cho các bạn nhìn sơ. Chúng ta đọc hết tất cả các hàm thầy dùng, nó nằm ở dưới đây. Đây là hàm read, hàm write, cái này nãy mình nói rồi ha, cái cấu trúc read write nãy nè. Như vậy các bạn đọc trong sách là rất là chi tiết cái cấu trúc file operation này. Chúng ta có owner nè, rồi có cái lớp nè, rồi có cái read nè, cấu trúc read hồi nãy thầy viết nè, struct file nè, được chưa. Rồi ở đây chúng ta có nhiều cái như là IO control, vân vân, IOCTL, chúng ta
cũng một cái chúng ta thường sử dụng khi các bạn điều khiển phần cứng. Trong cái đây các bạn đọc luôn cái phần reference cho cái này nè, cái kiến trúc hồi nãy, cái kiến trúc file operation chúng ta xài cái này. Thì thật ra những cái thầy tóm tắt nó nằm trong cuốn sách này hết, và phần lý thuyết cũng đã hướng dẫn mình trên lớp rồi. Chúng ta đi luôn vô cái phần chart revise đây ha. Chúng ta có những cái hàm mà thầy dùng trong đây, nhiều cái hàm, tất cả các hàm ta dùng ở đây ha. Rồi chúng ta register đăng ký nè, có nghĩa chúng ta phải đăng ký cái khi chúng ta viết cái driver, nó khác cái module này, chúng ta phải đăng ký cái driver của mình vào cái hệ thống để nó đưa vào trong cái list của cái device đấy ha. Rồi chúng ta gỡ đăng ký ra và chúng ta kiểm tra nó có cái chỗ reference, nó summarize lại các công thức này để cho mình tiện theo dõi nè. Mình đi xuống tới phần cứu chương luôn. With reference các hàm ở đây ha. Như vậy thì các hàm dùng ở đây nè. Unregister, register alloc, được chưa? Rồi register rồi vân vân. Add ha, delete, xóa cái device đi, thêm cái device mình vào. Thì rồi ok, rồi chúng ta có cái copy user này. Nó nằm trong cái UI access ha. Đó là những cái mà thầy lướt sơ để các bạn nắm trước khi các bạn đi vào cái chương trình. Như vậy có hai cái file mà các bạn còn giữ lại, các file khác thì chúng ta xóa đi. Như vậy thì các bạn copy sang một cái thư mục khác, ví dụ như chúng ta tạo một cái ra bên ngoài. Các bạn có kernel module, các bạn có thể tạo một cái thư mục là sudo device driver chẳng hạn. Ok. Rồi chúng ta ok ha. Chúng ta có rồi. Như vậy thì chúng ta vào cái thư mục module hồi nãy. Cái thư mục của mình hồi nãy mình làm là kernel module. Chúng ta copy hai cái file này bỏ qua kia để chúng ta giữ, các bạn giữ lại hai cái file trong cái kernel module này để các bạn làm cho cái video thứ ba là chúng ta làm trên Raspberry. Cái module đó chúng ta cũng làm dựa trên cái file này. Bây giờ chúng ta làm thêm cái device driver để cho những bạn mà không có Raspberry chúng ta thực hiện ha. Rồi như vậy thì chúng ta sẽ có cái, mình copy qua sudo cb, chúng ta copy cái mydriver.c .c, chúng ta copy thêm cái ta copy qua thư mục, chúng ta trở về thư mục trước đó và chúng ta có device driver. Chúng ta đặt tên như thế nào mà bây giờ device driver, device driver ha. Rồi chúng ta copy đừng quên copy cái make file luôn. Và chỗ này copy cái cb make file sang cái device driver luôn. Ok, các bạn kiểm tra lại, chúng ta vào cái device driver, chúng ta kiểm tra lại. Rồi như vậy có hai cái file ở đây. Và lần lượt chúng ta cũng mở hai file này lên, chúng ta lại làm tiếp. Chúng ta đừng vội gõ Mac vào đây, thì các bạn cũng về ha. Gedit sudo gedit cái my driver mà chúng ta đã chuẩn sửa chuẩn hồi nãy rồi, chúng ta mở vào đây chúng ta thao tác tiếp thôi. Như vậy thì bây giờ chúng ta không dùng cái process nữa. Như vậy thì cái này chúng ta có thể bỏ đi, được chưa? Chúng ta có thể bỏ đi và cái kiến trúc này chúng ta cũng có thể bỏ đi. Như vậy thì bây giờ chỗ này chúng ta bỏ nè. Như vậy chúng ta không dùng cái bảng thêm để cái header thì cũng không vấn đề gì. Và những cái hàm ở dưới chúng ta sử dụng y chang như vậy. Như vậy thì chỗ này chúng ta sẽ bổ sung vào trong đây. Chúng ta trong chỗ này thay vì đi đăng ký một cái process, cái proc, một cái driver proc, các bạn bỏ chỗ này đi. Như vậy thì các bạn bỏ luôn chỗ này, chắc chắn điều đó ha. Rồi các bạn kéo cái này xuống. Như vậy chỗ này là các bạn sẽ đi đăng ký cái device của mình, bao gồm có các bước. Chúng ta sẽ đi đăng ký cái driver của mình vào trong hệ thống. Và trong tương tự như chỗ này, như vậy hai chỗ
các bạn cần phải thay đổi so với cái file lúc nãy. Đây. Như vậy thì chỗ này để đơn giản thì thầy sẽ gõ và thầy sẽ dừng lại để đỡ mất thời gian của mình. Thầy gõ một số câu rồi thầy sẽ dừng lại trong lúc thầy làm cái video. Để tránh mất thời gian, thầy ngồi thầy gõ nó mất thời gian của mình. Rồi như vậy thì chỗ này chúng ta cũng tương tự như vậy. Hello, kernel. Như vậy thì chỗ này để đơn giản chúng ta phân biệt đi. Driver đi. Device. Driver. Thêm cho nó khác tí xíu thôi. Goodbye device driver. Rồi, đó là cái chúng ta để làm ha. Rồi, như vậy thì đầu tiên chúng ta phải đăng ký cái số minor và cái số major. Như vậy để đăng ký thì các bạn phải cho cái driver của mình một cái tên. Và chúng ta phải có một cái kiểu để các bạn lưu cái số minor và cái số major. Thì trước tiên chúng ta sẽ các bạn sẽ thêm một số cái trong đây có hai cái file, có hai cái header các bạn cần thêm vào. Đó là cái header cái header về device, cái header về device. Như vậy cái header đầu tiên là c attract device .h, và cái header thứ hai là cái header về thì vướng cái micro thì nói nhiều khi nó đánh nhiều khi nó cái device .h. Như vậy đây hai cái header cho cái bài này. Rồi thứ nhất, thứ hai chúng ta phải định nghĩa một cái device name. Chúng ta cho cái driver của mình một cái tên thì các bạn hãy dùng cái define define driver name mà các bạn dùng cái chuỗi ha, my, ví dụ my driver đi, gạch giữa luôn được, tên của mình là my driver. Về cái device của mình, chúng ta device cái lớp, các bạn thấy cái driver thì các bạn phải add nó vào một cái lớp, trong lớp chúng ta mới add. Như vậy thì các bạn phải định nghĩa một cái lớp cho cái driver của các bạn. Driver class. Ví dụ các bạn định nghĩa cái này là my, my module class. Thì cái driver thì nó phức tạp hơn, các bạn phải tạo cho nó một cái lớp. Các bạn phải đặt cái tên. Chúng ta lấy một cái số thì nó là kiểu device T. My device. Có nghĩa cái device của các bạn. My device. Và chúng ta lấy cái số number nó, các bạn chọn cái number chúng ta viết tắt ha. Rồi status struct class. Các bạn khai báo cái class này để cho cái class này để các bạn add cái driver vào. Chúng ta nhớ driver chúng ta add vào nó phải có trong một cái lớp ha. Nó hơi rắc rối, và trong cái lớp chúng ta có cái driver xem như một cái file. Rồi status struct track device my device. Đấy, như vậy thì ba cái thông tin đầu tiên chúng ta có thể bổ sung vào khi bạn bắt đầu làm cái driver. Chúng ta đừng quên chúng ta lưu để lỡ mà nó có tắt, máy nó tắt đột xuất thì các bạn có. Như vậy thì chúng ta đã xong cái thao tác đầu tiên. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đi đăng ký cái này. Nó chỉ khác, các bạn nhớ giùm thầy là chúng ta chỉ thay đổi đúng cái file driver init thôi, tại cái đó là cái đăng ký của cái driver của mình vào hệ thống. Như vậy thì cái chỗ này, những cái chỗ khác chúng ta vẫn giữ nguyên. Như vậy cái chỗ này sau khi các bạn in ra câu hello rồi, chúng ta sẽ đi đăng ký. Chúng ta sẽ tạo một cái, trước tiên là chúng ta sẽ đi kiểm tra xem mình sẽ lấy cái số của nó. Như vậy thì chúng ta sẽ dùng cái hàm alloc hồi nãy á. Hồi nãy bên cái file mình là track tra device, lock tra device region. Đấy, chúng ta đi đăng ký
một cái số, và cái số này sẽ được lưu trong cái my device của mình, my device của mình, và cái device number thì nó sẽ bắt đầu từ cái số 01 này. Chúng ta xem trong cái cấu trúc hồi nãy á, cái này có nghĩa là bắt đầu từ 0 và cái số lượng chúng ta xin là một số, thì một số này có nghĩa là trong bao gồm cái major và minor. Và chúng ta chọn ở đây cái driver name của mình là driver, chúng ta đăng ký nó với một cái driver. Các bạn thấy mình hay đánh đánh cái này chúng ta cẩn thận ha, driver chứ không rác nữa, chúng ta lại đi sửa giống như hồi nãy nữa, driver name. Và nếu như cái này mà nhỏ, nó trả về cái giá trị nhỏ hơn 0, có nghĩa trừ 1 là không thành công, thì các bạn kiểm tra nó, nếu như mà cái này nó trả về không thành công, chỗ này chúng ta có thể if cái giá trị này trả về không thành công, thì các bạn báo là nó không thành công thôi. Còn nếu nó thành công thì các bạn phải đi, chúng ta có thể kiểm tra. Như vậy chúng ta có thể print TK, và các bạn nhớ đừng quên nè. Chỗ này là device could not be, ví dụ ta ghi device could not be located. Ví dụ như vậy thôi. Và đừng quên chúng ta cũng bỏ thêm một số cái ký tự xuống dòng, thì mấy dòng đầu thì thầy đánh, mấy dòng sau thì thầy sẽ. Rồi ok. Như vậy thì nếu trường hợp này xảy ra, chúng ta phải trả về trừ 1 luôn đi. Hệ thống của mình nó bị tới đó nó dừng lại, nó không có không có chạy nữa. Như vậy nếu trường hợp này xảy ra thì các bạn cho nó dừng lại luôn, bởi trừ 1 trả về lỗi luôn. Hệ thống chúng ta không có tiếp tục đăng ký. Rồi khi chúng bạn kiểm tra lại ha, cái hàm allow track revive return my device, kiểm tra những cái tên này nè. Rồi my driver name. Rồi tới chỗ này, nếu như nó ok thì các bạn phải có thể in ra cái số của mình xem được rồi. Như vậy thì chúng ta in cái số major và cái số minor ra. Như vậy thì chỗ này các bạn, nếu như nó đã không trả về 1, chúng ta có thể in ra, in cái số này ra, chúng ta ghi gì, my driver. Các bạn bảy cái có thể chấm số major này, cái số major thì các bạn ghi phần trăm d, chúng ta sẽ đặt cái số major ở đây, thì các bạn lập trình C các bạn biết rồi, minor, các bạn phần trăm d đây. Như vậy thì các bạn thấy trong cái kiến trúc của mình nè, xe n luôn cho nó xuống dòng cho dễ nhìn, thì chỗ này cái my device, cái my device, nhưng mà nó có thêm cái number này, thì nó chứa cái số major và cái số minor. Mỗi số là nó 16 bit. Và ở đây cụ thể là gì? Nó sẽ dùng 20 bit. Được chưa? 20 bit để lưu cái số minor, và còn lại 12 bit ở trên nó sẽ lưu cái số major. Cho nên để chúng ta lấy cái số major trước á, thì các bạn phải dịch xuống 20 bit. Đây. Thì như nãy mình nói là cái kiến trúc cũ nó là 8 bit 8 bit, nhưng mà cái kernel phiên bản sau này nó xài 32 bit. Như vậy thì còn lại cái device, cái 12 bit cuối cùng, 20 bit cuối cùng là cái 20 bit cuối cùng là cái số minor. Như vậy các bạn muốn hiển thị cái số minor thì chỗ này chúng ta end nó với 0x 1 2 3 4 5. Chỗ này các bạn end bit ha. Như vậy đó là cách chúng ta lấy cái số major và cái số minor. Nếu như cái quá trình này đăng ký thành công. Được không nè? Rồi, cái bước tiếp theo chúng ta sẽ tạo một cái lớp. Bước tiếp theo chúng ta phải tạo một cái lớp. Một cái lớp để cho cái driver của mình, thì các bạn dùng, chúng ta cũng kiểm tra như vậy. Nếu như chúng ta đã tạo được một cái, chúng ta kiểm tra, chúng ta tạo một cái lớp bằng cái my class chúng ta đã khai báo trên rồi. My class
bằng. Như vậy chúng ta tạo một cái lớp là my class nè, bằng class create, chúng ta tạo cái lớp và chúng ta cũng chỉ là cái this module này. Rồi driver class chúng ta đã khai báo trên đầu rồi, nếu như nó fail thì chúng ta báo là device của mình không có được tạo. Chưa, không có được tạo. Rồi nếu như mà nó không được tạo, không tạo được cái lớp trong hệ thống, trong cái kernel của mình, thì chúng ta bỏ cái số này luôn. Chúng ta unregister cái số mà chúng ta đăng ký nó rồi. Ở trên chúng ta đăng ký mà giờ chúng ta tạo cái lớp không được, chúng ta bỏ luôn. Như vậy cái bước thứ hai là các bạn tạo cái lớp. Bước thứ ba là các bạn tạo một cái device file dựa theo cái lớp đó, thì chúng ta dùng cái device create. Chúng ta tạo cái device file. Rồi cái device file này chúng ta tạo dựa trên cái lớp ở trên. Rồi cái tham số thứ hai null. Tham số thứ ba là cái số chúng ta đã có rồi, cái số major và number và nr. Và cái tiếp theo null. Cái device name mà chúng ta có driver name. Và nếu như cái này nó bằng null thì các bạn cũng như vậy, chúng ta có kiểm tra if đây. Nếu như cái này mà nó bằng null thì các bạn cũng làm thao tác, chúng ta hủy hai cái trên luôn. Có nghĩa là tiếp đây chúng ta tạo lần lượt từ cái xin cái số, tạo cái lớp ok, nhưng mà chúng ta không tạo được cái device thì chúng ta sẽ hủy hai cái trên, chúng ta hủy cái lớp luôn. Như vậy thì chỗ này nếu như mà fail thì các bạn có thể ghi là gì? Chúng ta không thể nào chúng ta tạo cái lớp và chúng ta đây ha, các bạn có thể ghi là gì? Chúng ta không có tạo được cái lớp và chúng ta đi destroy cái my class của mình luôn. Chúng ta không tạo được cái file thì chúng ta đi destroy luôn. Như vậy tiếp theo, như vậy trong tới thời điểm này là các bạn tạo gì? Các tới thời điểm này là các bạn tạo được cái xin được cái số number, chúng ta lấy được cái số cho cái driver, chúng ta tạo được cái lớp, chúng ta tạo được cái file, chúng ta tạo được cái device file. Như vậy tới chỗ này chúng ta mới register, chúng ta đăng ký nó. Chúng ta init, trước tiên chúng ta init cái initialize cái device file này, bởi tại chúng ta phải map nó vào trong cái file operation này trước cái đã. Như vậy thì chúng ta map cái này để chúng ta biết là gì, cái hàm trên user space gọi thì chúng ta sẽ gọi cái nào dưới đây. Thì chỗ này nó khác cái process hồi nãy, chúng ta dùng cái từ drag device. Cái này chúng ta khai báo rồi, drag device. Init. Drag device init, chúng ta add cái my device. Và chúng ta có cái này quen thuộc ha, file operation. Như vậy cái này chúng ta khởi tạo. Sau đó chúng ta đi đăng ký với hệ thống nữa là xong. Như vậy thì chúng ta sẽ đi đăng ký với cái, chúng ta đăng ký cái driver này với cái kernel. Chúng ta dùng cái lệnh là drag device add. Những cái hàm này, cái này những cái hàm chúng phải lệnh nè. Sorry, cái hàm. Những cái hàm này thì chúng ta xem trong cái file lúc nãy thầy có giải thích cho mình bên cuốn sách rồi. Thì trong cái phần lý thuyết và chúng ta xem ha. Device và cái số của mình là my device number. My device number, đăng ký 1. Và nếu như cái này nó trả về 1 có nghĩa là nó fail tiếp. Như vậy thì các bạn sẽ có cái kiểm tra ở đây. Chúng ta viết tới đâu chúng ta làm tới đó ha. Như vậy if nếu cái này nó trả về 1 thì nó fail. Như vậy thì chúng ta cũng hủy cái lớp này luôn. Như vậy chỗ này các bạn có thể in ra là chúng ta không thành công. Ok. Rồi như vậy thì chúng ta cứ in ra là chúng ta không thể nào mà đăng ký được cái này vào hệ thống và chúng ta hủy cái lớp này luôn. Hủy cái này. Đây là chúng ta dùng cái device destroy. Như vậy các bạn thấy có lần lượt nè. Rồi đó là một số cái thao tác mà các bạn kết thúc trong cái phần init.
Rồi như vậy thì tương tự trong cái hàm exist thì các bạn hủy hết. Như vậy thì trong cái hàm exist chúng ta sẽ đi hủy hết những cái mà chúng ta đã tạo, bao gồm có device này, chúng ta xóa cái device đi, chúng ta destroy cái device file và chúng ta destroy cái class và chúng ta unregister cái phần này luôn. Thì để cái này thầy đánh cho, để cho nhanh thì thầy sẽ dừng cái này lại, thầy đánh xong rồi thầy void tiếp ha. Như vậy thì chỗ này chúng ta sẽ đi hủy, đi xóa cái device của mình nè. Đi hủy cái này, hủy cái class của mình nè. Và đi đi hủy cái device file nè, hủy cái class của mình nè. Và đi đi gỡ ra luôn. À, như vậy thì chúng ta release hoàn toàn. Như vậy thì những phần khác chúng ta không thay đổi gì. Thì chúng ta đã thêm vào trong đây một số cái file để các bạn đăng ký, thì các bạn cũng làm tương tự. À, cái tiếp theo là các bạn đi kiểm tra xem trong quá trình đánh hồi nãy giờ nó lỗi chỗ nào. Thì chúng ta đi sửa chỗ đó thôi. Như vậy thì chỗ này device driver các bạn đánh make. À, để chúng ta biên dịch lại. Rồi nó có hai cái lỗi để chúng ta xem ha. Cái device major cái chỗ này, à, cái dấu này là cái dấu phẩy chứ không phải dấu chấm. À, trong cái hàm init nó có một cái lỗi đó thôi. À, chúng ta như mình nói là trong quá trình mình đánh thì đương nhiên nó sẽ gặp những cái lỗi mà chúng ta rất là gì? Quan trọng là các bạn phải cái kỹ thuật lập trình, ngoài cái việc hạn chế đánh cái lỗi trong quá trình các bạn đánh code, thì các bạn cái kỹ năng các bạn phải biết cách chúng ta debug, có nghĩa chúng ta phải biết nó bị lỗi chỗ nào để các bạn sửa. Chứ cái việc chúng ta đánh một lần mà nó không có lỗi thì cái đó chúng ta kỹ năng chúng ta đánh nó tốt mà không có sai chính tả, không có sai ngữ cú pháp. Rồi mình xem chỗ này ok, không có quá trình. Như vậy thì chúng ta kiểm tra xem nó có chưa. Ok, nó cũng giống như cái lúc nãy rồi. Như vậy thì tới chỗ này cái driver của mình nó đã có đầy đủ những cái file, và chúng ta sẽ tiến hành chúng ta đi cài đặt và chúng ta sẽ tiến hành chúng ta đi test. Tuy nhiên bây giờ chúng ta sẽ đi kiểm tra xem khi chúng ta cài đặt nè. Chúng ta kiểm tra cái DMS trước của cái nãy goodbye kernel là cái hồi nãy nè. Bây giờ chúng ta đi cài đặt. Như vậy thì chúng ta đi cài đặt xong, các bạn xem cái list module nó có không cái đã. Như vậy chúng ta xem nó đã, chúng ta đã gỡ hoàn toàn chưa. Ok, chúng ta đã gỡ ra rồi. Thì bây giờ chúng ta đi cài đặt là sudo insmod my driver của mình và cái ko. Rồi đi cài đặt tiếp. Quá trình cài đặt chúng ta kiểm tra lại DMS, DMSS. Rồi như vậy các bạn thấy nè. Lúc này nó sẽ là hello device driver và nó sẽ hiển thị cho mình cái số, nó sẽ cho mình cái số major và cái số minor luôn nè, my driver chúng ta in ra nè. Như vậy 247 và 0. Các bạn kiểm tra lại các bạn trên cái đây, các bạn cd device, các bạn vào trong device các bạn list nè, trừ l các bạn sẽ thấy thì mỗi cái device nó có một cái số nè, thấy không? Ví dụ các bạn thấy đề cd cd CRV kép có nghĩa là track driver và read write những cái thuộc tính nè. Rồi các bạn sẽ đi xem ví dụ những cái device, chúng ta kiếm những cái device nào đó mà chúng ta thấy quen thuộc nè, SGD, SDA. Thì chúng ta mỗi cái nó có đều một con số định danh và những con số này không giống nhau giữa hai số các bạn thấy. Thì các bạn đi tìm xem cái của mình nó có chưa, cái my driver chúng ta nó có trong cái device chưa. Thì đây là một cái điểm khác của cái device với cái module. Cái device driver nó sẽ tự động nó sẽ add vào trong đây, các bạn tìm nó phải có thì mới được. Như vậy thì nó nhiều quá, làm sao để tìm hồi nãy đây my driver ha. Và cái số của mình là 2470. Như vậy thì chúng ta đã có cái này. Giống như nãy hướng dẫn mình là thay vì chúng ta muốn nhiều quá giới hạn thì các bạn dùng cái grep bớt ha. Như vậy các bạn thấy thay vì các bạn dùng cái từ là s, chúng ta có thể kết hợp với grep. Rep và có chữ nào có chữ my thôi. Như vậy nó là gì? My driver. Đó, nó sẽ tìm, nó giống như nó có cái ưu tiên cho cái tìm kiếm mà chúng ta đã đưa cho nó. Như vậy thì đây có ngày tháng năm giờ chúng ta tạo ra, chúng ta có số major và chúng ta có số minor. Như vậy việc tạo cái file nó đã thành công. Và lúc này các bạn có thể echo
cái lệnh chúng ta echo hồi nãy, chúng ta ví dụ hello đi, hồi nãy chúng ta xin chào, chúng ta không cần phải chúng ta không cần phải từ xin chào thôi cũng được. Chúng ta lúc này cái file mà chúng ta đưa vào nó nằm trong device driver, device driver và my driver, nó nằm như thế này chứ nó không phải nằm trong cái proc nữa. Chúng ta nhớ ha, như vậy đó là cái khác nhau. Bởi lúc này cái hệ thống của mình là cái device driver, thì nếu như các bạn biên dịch trên hệ thống nhúng thì chỗ này các bạn thêm một số cái config nữa, các bạn có thể build nó luôn vào trong cái device driver trong lúc các bạn build cái kernel. Rồi permission deny. Cái permission deny này thì thật ra thì các bạn đoán được chỗ này nó liên quan tới cái quyền truy xuất. Như vậy ý chỗ này, giả sử chỗ này, giả sử chúng ta đặt sudo chắc cũng không được, bởi vì sudo đây, sudo cho cái lệnh echo này thôi. Còn cái file này chúng ta chưa có mở nó ra ở chế độ mà chúng ta ghi được, cho nên là nó ở chế độ gì? Nó đang ở cái chế độ là không cho phép mình ghi. Và cái chế độ phân quyền như vậy thì để thứ nhất là chúng ta có thể truy xuất được cái file này, mình phải cấp cho nó cái quyền, quyền mình phân cho nó cái quyền. Chúng ta làm thử ha. Ví dụ chỗ này chúng ta sudo chmod 777 cho cái device chúng ta đang ở đây, thì chúng ta cho cái my driver. Rồi bây giờ mình dùng lại cái câu hồi nãy. Ok, lúc này thì nó không có ý kiến nữa rồi, nó cũng rất là dễ chịu. Và chúng ta gọi lại cái dmessage ở đây, chúng ta xem đây ha. Như vậy thì cái device của mình nó đã được mở, và chúng ta ghi vào từ đó xin chào, sau đó cái device nó đóng lại. Rồi thì tương tự cái phương pháp này các bạn có thể dùng cho cái tương tự cái này các bạn có thể dùng cho cái Python, các bạn dùng cho ngôn ngữ C, nó đều giống nhau hết. Và trong cái bài trước hồi nãy chúng ta đã truy xuất bằng C Python, chúng ta cũng đã truy xuất dưới bằng C, thì nó chỉ khác nhau cái device và cái driver như vậy. Thì chúng ta kiểm tra trong đây nó cũng có cái module, bởi chúng ta cài module ha. Như vậy thì chỗ này các bạn lsmod, các bạn lsmod các bạn sẽ thấy nó nằm ở đây, cái driver. Nhưng mà nhớ cái driver nó ngoài nằm ở đây, nó còn nằm bên cái device, từ một device của mình, và chúng ta truy xuất thông qua cái device. Còn hồi nãy là các bạn truy xuất thông qua một cái process, cái proc, một cái profile, chúng ta gọi profile. Hai cái nó về chức năng nó cũng na ná nhau thôi, cũng đều được hết. Tuy nhiên khi các bạn xây dựng cái device driver và sau đó các bạn build luôn vô cái kernel thì nó thành một cái device driver, nó sẽ nằm trong cái device của mình. Còn cái module thì các bạn cứ cài trong lúc các bạn thực thi, các bạn cài vào, không thích cài nữa gỡ ra ha. Như vậy trong trường hợp này cái driver chúng ta cài theo phương pháp này chúng ta cũng gỡ ra vẫn được bình thường. Như vậy thì các bạn muốn gỡ sudo remove nó, remove mod các bạn gỡ ra cũng được bình thường, tại lúc này các bạn là đang xài cái chức năng là cài đặt và gỡ ra bình thường. Còn các bạn muốn build nó thành cái driver luôn thì các bạn add nó vào trong thêm một cái file config nữa, các bạn đưa nó vào và các bạn build lúc các bạn build cái kernel. Đó là lý do tại sao mà chúng ta build cái driver, chúng ta phải học build cái kernel trước, chúng ta phải học build một cái kernel trước khi chúng ta build cái driver. Rồi thì như vậy thì để các bạn theo dõi lại, thì mình sẽ mở lại cái file C ở đây. Cái make file thì không có gì thay đổi ha. Để các bạn có thể theo dõi, thứ nhất là chúng ta thay đổi cái gì trong file này. Thứ nhất chúng ta thêm hai cái header này vào. Chúng ta định nghĩa cái device driver file, driver name và driver class. Các bạn khai báo cái device T này, cái my device, để lấy cái show major và cái show minor. Chúng ta đây khai báo cái lớp và chúng ta khai báo cái device của mình. Như vậy các bạn ấy làm từng bước, những cái kia không thay đổi. Cái này nó cũng cho phép chúng ta map những cái hàm trên cái user space và cái kernel space. Rồi ở dưới chúng ta cái hàm này để chúng ta tìm một cái số định danh cho cái driver của mình. Chúng ta tạo một cái lớp, sau đó chúng ta tạo cái device file và chúng ta đăng ký cái device của mình, thêm vào hệ thống. Nếu mọi thứ nó trơn tru, nó chạy tới đây không có vấn đề gì, các bạn tiếp tục. Chứ các bạn đã map vào những cái hàm ok rồi thì các bạn đăng ký được với hệ thống. Thì sau khi chúng ta release thì các bạn gỡ hết những cái đăng ký ra, chúng ta gỡ từng bước, chúng ta xóa cái device, chúng ta hủy cái lớp, chúng ta hủy cái device, chúng ta hủy cái lớp và chúng ta hủy đăng ký cái số để trả lại cho hệ thống
nó có cái số đó mà nó cấp cho những cái khác. Rồi đó là toàn bộ nội dung trong cái file chấm si. Về cái file chấm file make file thì không có gì thay đổi hết, chúng ta vẫn giữ cái file make file cũ. Rồi cho cái bài tiếp theo, chúng ta sẽ lấy hai cái file này, chúng ta bỏ xuống cái Raspberry và chúng ta điều khiển cái CPU. Thì trong cái bài tiếp theo mình sẽ không giảng lại những cái nội dung này, mà mình sẽ đi sâu vào làm sao chúng ta đọc cái CPU của con Raspberry thông qua cái địa chỉ, và chúng ta có thể dùng một cái hàm CPU mà ngôn ngữ C nó hỗ trợ cho mình. Rồi hẹn gặp các bạn ở hai cái video tiếp theo.